Tất tần tật về Olympics. Bình, Olympic nghĩa là gì ạ? Olympic á, là cách đọc phiên âm từ chữ Olympiad, tức là một kỳ đại hội thể thao được tổ chức tại Olympia. Rồi Olympia là nằm đâu? Olympia là một vùng đất thuộc miền nam nước Hy Lạp ngày nay. Đây á, là nơi đã khai sinh ra kỳ Olympic cổ đại đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Gì mà cổ đại luôn, nghe ghê vậy? Bộ lâu lắm. Lâu sống lâu mày? Năm 776 trước công nguyên. Mày tự cộng coi tới giờ là bao lâu rồi? Rồi năm cái vòng tròn mà logo của Olympic nghĩa là cái gì vậy anh? Câu này như mày hỏi tao một lần rồi mà ta. Hỏi hoài vậy? Năm vòng tròn là đại diện cho năm châu lục chứ cái gì? Là năm cái màu đó, là năm màu da ở những cái châu lục đó đúng không? Rồi mày có thấy ai da mà màu xanh lá cây với màu xanh dương không? Ủa giờ rốt cục năm màu đó nó có ý nghĩa gì vậy anh? Anh biết không? Tất nhiên là biết rồi. Nhưng mà cái câu này không mấy mình đối với bạn khán giả đi. Bạn khán giả nào mà trả lời được câu này á, kiến thức thể thao hơi bị đỉnh rồi nha. Mời anh em. Đố anh Bình nha. Olympic Paris năm nay á là kỳ Olympic thứ bao nhiêu? Olympic Paris năm nay á là kỳ Olympic lần thứ 33. Ủa nhưng mà lần đầu là Pháp được đăng cai phải không anh? Không nha. Pháp đăng cai lần này á là lần thứ 3 rồi đó. Ghê không? Vậy chắc là Pháp có thành tích Olympic khủng lắm không? Pháp thì cũng thuộc dạng bình bình thôi à. Còn mà nói về thành tích tại Olympic á thì không có ai mà qua được Mỹ, Trung Quốc hết trơn á. Ủa rồi đoàn Việt Nam mình á là xưa giờ có huy chương vàng nào chưa anh? Có chứ, đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại kỳ Olympic Rio năm 2016. Và tính cho tới nay á thì đây vẫn là tấm huy chương vàng độc nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic của đoàn thể thao Việt Nam. Thì năm nay là đoàn Việt Nam mình là có bao nhiêu vận động viên tham gia Olympic nhỉ? Năm nay á thì Việt Nam mình là có 16 vận động viên tranh tài ở Olympic nha. Câu hỏi của đây. Xưa giờ mày hỏi hoài à. Giờ anh hỏi cho mày nghe nè. Hỏi mấy bạn khán giả luôn, thử không có tìm trên mạng nha, coi coi là ai có kiến thức thể thao khủng mới biết được thông tin này nè. Đoàn thể thao đến từ quốc gia nào luôn luôn được cầm cờ đi đầu tiên trong tất cả các lễ khai mạc Olympics? Riêng hai lần mà họ làm chủ nhà thì họ đi cuối cùng nha. Mời anh em. Sao em thấy Olympic năm nào á cũng có cái màn mà thắp đuốc thắp lửa rồi vậy? Cái này á là văn hóa có từ thời Hy Lạp cổ đại rồi. Nhưng mà có thể hiểu đơn giản thì lửa là tượng trưng cho sự công bằng, lý trí và hòa bình. Mà em nghe nói á là dù Olympic có tổ chức ở đâu á thì lửa cũng đều được lấy từ Hy Lạp á anh. Đúng rồi, lửa sẽ được châm ở đền Hera trên núi Olympia của Hy Lạp. Sau đó thì ngọn lửa thiêng này sẽ được diễu hành đi qua rất là nhiều nơi khác nhau trên thế giới cho tới khi nó được châm lên hỏa đài của nước chủ nhà trong lễ khai mạc. Và tất nhiên á nó sẽ được tắt đi trong lễ bế mạc. Nhưng mà từ khi nào á là mới ra đời cái nghi thức thắp đuốc đó vậy? Từ Olympic Berlin năm 1936 nha. À mà sao em thấy á kiểu mỗi nước là người ta có một cái cách thắp đuốc khác nhau vậy anh? Tất nhiên rồi em, cái cách mà châm lửa nó là điểm nhấn của cả một kỳ Olympic luôn á. Có nơi á người ta còn mang cái đuốc ha lặn xuống dưới biển mà lửa không tắt. Và kinh điển nhất á phải kể tới màn châm hỏa đài của cung thủ ở Barcelona năm 1992. Quá kinh khủng, má kinh vậy. Khoảng cách đó mà bắn trúng luôn hả? Cái đó là một bí mật đó. Vậy rốt cục á, nước nào là cái nước mà luôn luôn được cầm cờ đi đầu tiên trong tất cả những buổi khai mạc Olympic vậy? Tưởng biết rồi, Hy Lạp chứ ai nữa. Ủa mà vì sao? Thì tại vì Hy Lạp là cái nôi của Olympic cổ đại. Và đặc biệt là kỳ Olympic hiện đại đầu tiên cũng được tổ chức tại Athens, Hy Lạp vào năm 1896. Vậy là cái logo 5 vòng tròn của Olympic cũng là do Hy Lạp làm ra đúng không? Không nha, cái logo 5 vòng tròn của Olympic á thì mãi tới năm 1914 mới ra đời dưới sự chỉ đạo của nhà sử gia người Pháp, ông Coubertin. Và ông này á thì cũng là cha đẻ của Olympic hiện đại luôn. Vậy năm vòng tròn nghĩa là cái gì vậy anh? Năm châu lục chứ là cái gì? Trời ơi, tính từ xưa giờ luôn á thì nước nào là nước mà có thành tích Olympic tốt nhất vậy? Cái này thì cũng khó nói lắm. Chắc là phải nhờ mấy bạn khán giả trả lời rồi. Anh biết. Vậy còn vận động viên nào có thành tích Olympic tốt nhất mọi thời đại? Cái nãy anh không biết thiệt, còn cái này anh biết nha. Đó là kình ngư người Mỹ Michael Phelps. Anh này á một mình ảnh 23 huy chương vàng. Đặc biệt là tại kỳ Olympic Bắc Kinh được khai mạc ngày 8 tháng 8 năm 2008 á, thì anh này một mình ảnh thôi cũng giành được 8 huy chương vàng luôn. Đứng với ta. Anh Bình ơi, anh có biết cách C mà danh ca Celine Dion nhận được ở Olympic Paris không? Bài hát trong đêm khai mạc đúng không? 3 phút 50 giây, 2 triệu đô la đó. Tức là chưa tới 4 phút mà cổ kiếm về hơn 50 tỷ. Anh em thử chia ra coi mỗi giây trôi qua thì cổ kiếm được nhiêu tiền.
mà sao người ta lại mời cổ rồi trả tiền gì dữ vậy trời? Nhiều lý do chứ em, nhưng mà cái lý do quan trọng nhất đối với anh á đó, đó là nhiều năm vừa qua thì cô này đã phải vật lộn với một căn bệnh hiếm gặp. Những hình ảnh này đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người hâm mộ Celine Dion. Nên là khi mà tiếng hát của cô được cất lên từ một cái cơ thể mà đang bị bệnh á, thì nó mang tính thông điệp về một tinh thần chiến đấu mãnh liệt, về niềm tin nữa nè, về sự cố gắng, sự kiên trì và sự không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Và đó cũng là những cái điều mà Olympic đang hướng tới. Thành ra là khi người ta trả 2 triệu đô cho cổ á, thì không phải là trả cho một bài hát đâu, mà là trả cho một thông điệp toàn cầu. Cô vậy tính ra là 2 triệu đô hợp lý. Chứ sao nữa? Dạ anh có biết bài nào mà của cô Celine Dion không? Hello ơi, biết sao biết mày? Khán giả ở đây người ta còn biết nữa. Anh em comment giùm tôi tên bài hát của cô Celine Dion đi. Mày hỏi bực quá. 2 triệu đô cho một bài á. Ok. Thì có phải là cachê cao nhất mọi thời đại chứ vậy? Cái này thì khó nói lắm, tại vì tỷ giá thì mỗi thời nó mỗi khác nhau, em hiểu không? Nhưng mà anh nghĩ là cái chuyện mà trả cachê triệu đô cho những cái ca sĩ quốc tế á, xưa nay không hiếm đâu. Cầu thủ nào vừa có Olympic, vừa có World Cup, vừa có quả bóng vàng? Messi đúng không? Tay vợt nào vừa có Olympic, vừa có Real? Đấy, dừng. Novak Djokovic. Tôi biết mình hỏi ai luôn. Thôi lỡ thì cho em hỏi luôn đi. Vậy Roland Garros là ai vậy anh? Theo như anh nhớ thì Roland Garros là một phi công huyền thoại của lực lượng không quân Pháp tại chiến tranh thế giới thứ nhất. Ủa rồi liên quan gì mà ổng được đặt tên cho một giải quần vợt? Ôi, lên mạng tìm kiếm thông tin đi, mệt quá. Tao rành gì đá banh mà hỏi quần vợt hoài. Ok, vậy giờ hỏi đá banh nha. Ok nha. Vậy Ronaldo là có Olympic năm nào chứ? Vậy thì Ronaldo có World Cup nữa. Ronaldo tôi có Euro á nha. Ờ đúng rồi, sẵn nói về Euro, em thấy năm nay có Euro nè, có Copa nè, có Olympic nè. Vậy thì ba giải này là có chu kỳ tổ chức giống nhau hay sao anh? Euro là 4 năm, Olympic là 4 năm, Copa mấy năm ta? Copa mấy năm lần ta? Hãy nhìn vào hai bức ảnh này. Đây là hai bức ảnh được chụp tại hai kỳ Thế vận hội cách nhau 36 năm. Bức ở trên là tại kỳ Olympic Seoul năm 1988, còn bức ở dưới là tại kỳ Olympic Paris năm 2024. Và cả hai thì đều chụp ở khoảnh khắc về đích của bộ môn điền kinh, nội dung 100m nam. Trong bức ảnh này, vận động viên người Mỹ Carl Lewis đã xuất sắc về đích ở vị trí đầu tiên với 9 giây 92 và giành tấm huy chương vàng. Còn trong bức ảnh này, vận động viên Sevin người Jamaica đã về đích ở khoảnh khắc 9 giây 91. Tuy nhiên, anh lại là người cuối cùng về đích và tất nhiên là không có tấm huy chương nào cả. Tích tắc 1% giây khác biệt này là minh chứng cho thấy sự phát triển tới mức khốc liệt của thể thao suốt 3 thập kỷ vừa qua, khi mà người có thứ hạng thấp nhất bây giờ còn có thành tích cao hơn cả người đoạt huy chương vàng năm đó. Không chỉ là một câu chuyện về thể thao mà đây còn là một thông điệp về cuộc sống nữa. Bởi vì rất có thể sự cố gắng mà giúp cho bạn có được những thành công như hiện tại á, thì trong ngày mai nó sẽ không là gì so với sự cố gắng của rất nhiều người ngoài kia. Vậy nên nếu mà không muốn bị bỏ lại phía sau á, thì đừng bao giờ ngừng cố gắng, và phải cố gắng nhiều hơn nữa nha.